Mắt nhìn trần đó niềm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa sanh, muôn đạo hồng quang quay đức Phật soi đường minh thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, sau 2 tháng 10 ngày ở kinh Tán Xà No, vào ngày 14 tháng 7 năm Canh Thìn, Đức Thầy lại bị chánh quyền thực dân đưa về an trí tại nhà Thương Chợ Quán, với dụng ý là cho dễ bề kiểm soát và chặn đứng sự tiếp xúc giữa Ngài với quần chúng bên ngoài. Nhưng nơi đây, Đức Thầy đã sớm thu phục được vị y sĩ quản đốc bệnh viện và người gác cửa của bệnh viện này, cho nên Ngài lại có cơ duyên hướng dẫn được nhiều giới ở đô thành, từ lao động đến trí thức, để cảnh tỉnh phần đông mà bấy giờ đang bị cặn bã của văn minh vật chất Tây phương cám dỗ. Đức Thầy đã nhân một đêm trằn trọc suy tư, cất bút đề thơ. Bài Không Buồn Ngủ sau đây, Ngài thuyết giảng về nhân đạo với một thể tài đặc biệt mà anh thành được và cô Huyền Trân kính xin đem hết lòng thành tín diễn ngâm. Đêm nay lại sao ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ủ rũ nỗi niềm. Hình như say chén rượu quá khề, nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng. Đường danh lợi đua chen mùi ống hồng, đâu có màn tiếng vọng của người tu. Cảnh thế gian dường thể chốn ngao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đăng. Nơi cửa thanh ôi người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Thương trăm họ ruột tơ thêm giò khúc, để ti suy dục thúc cả muôn dân. Bỗng ngay đâu nghi ngút khói vua tần, tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc cam. Nào ai biết tâm ta đời bác làm, kiếp người dường trùng rơi bám vào cây. Ở thế gian ai rõ kẻ chân thầy, dắt sanh chung lìa nơi sông mê khổ. Cõi trần thế biết bao điều ai ố, hơn cùng thua nhắm mắt cùng ra ma. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thạo hay hơn là tranh đấu. Thở tuổi ấy là thời thơ ấu,
ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu, lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người trung lẫn yêu, con nghịch phản đều mang câu đàm tiêu, giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. Lòng sắt son giang sanh nổi ngàn vàng, khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ, đường xa mới rõ biết tài ngựa khí, lúc nguy nạn tường tận kẻ vô lưu. Phụ ông cha làm lắm khói bảo thường, dành ăn uống canh em cùng ghét nhau, trời xanh mũi là loài thường hút máu, cũng lắm là người mượn kế ấy dung thân, nên thở xưa trời sắp cuộc không thần, giết kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mong tạo hóa sắp tâm tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khai hoàng cao, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới vạn dân tâm họ được im liền. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỳ. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến hết. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tâm cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lộ gian phi xảo ta. Đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Trên non tiên dân dặn tiếng phụng hoàng, Phật tiên thánh an ban cùng đỉnh quốc, đời xuất thánh tỏ bài câu tin tất, ráng giữ gìn kẻo mất giống hiền. Những thói hư tật xấu phải răng chừa, sau sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Ta kể sơ ít điều cho vắng tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Đến đây ngon ngoan diệt trần, thôi dừng bút lại định thần xét suy. Giàu sang lắm kẻ vô nghi, ý mình trên bực kể gì nghĩa nhân, chẳng tin chẳng nể Phật ông, suy mưu làm quấy nghiệp trần phải nhớ mong. Vì chân ta mắc tai nạn, lòng thương trăm họ từ nay. Cầu trời Phật
độ tiêu tan, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời. Kính thưa chư quý thính giả, nhận định thói đời thường yểm cửu nghinh tân, ưa vị kỷ, uống nước quên nguồn. Do đó, người ta dễ sa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù, chiến tranh sâu xé. Đức Thầy nhân một đêm cuối thu, gió bấc bắt đầu thổi, cám cảnh sanh tình, Ngài cầm bút làm thơ. Ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù, kiên trinh mà tu học, bởi vì Ngài trả quả đã gần kề, lũ bảo tàng sẽ tất tả ngược xuôi, còn người lương thiện thì được hưởng hồng ân tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hòa hài, phải làm bổn phận chấn hưng Phật Pháp, và phải tu sao cho kẻ bảo khâm nhường. Riêng phần của Đức Thầy thì dù có phải chịu muôn ngàn cay đắng, Ngài cũng vẫn cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Bài thu đã cuối, sau đây sẽ do giọng sướng ngâm của cô Hoàng Oanh. Thu đã cuối, bất lai rơi thôi. Xếp cõi lòng chẳng nổi thương tâm, cánh tràng thôn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ồ ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mùi chiếc, chấm vào nghiêng chi xiên ơi. Ngài ngùng cùng cung sao lại quay cung, một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa. Tăng sĩ thiệt thà hữu chi, dội đem lòng ích kỷ hài nhân. Ôi đời yếm cửu nghinh tâm, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thanh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước sao mình như cuội trên trăng. Đằng soi khắp cả dương trần, cho người trong tôi đằng lặng điền qua.
kể đến lúc băng ngàn đất khách, đem thân này cắt mạch sâu đông. Dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chua chế ngọt, tâm lòng chẳng nào. Nhưng nghĩ lại heo xào tim phổi, biết gốc lành sâu cội không mơ dình. Ngạc ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quay thinh giáo truyền. Thân làm đạo ba diện năm mối, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồng, vạn dân hưởng được nước nguồn má. Trải một lúc cuồn ba sóng dày, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi, trời đã sắp đặt lý kỳ, tới ngày trả quả âm ỉ biết bao. Thỏa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi cả, lũ bảo tàng tất tà nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rồi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có ngần lắm gì, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điều đơn trời khúc quyền thắng, nhà nghề chọn bàn tri âm đâu nào. Giọng tăng sĩ thanh thao như kiện, hạng đã lâu sông duyên
có cây khô héo không dương nay nhờ mưa đường mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thổi, ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong. Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mùi mồng bay tan. Khuyên chớ chấp kẻ lòng lang soi, để đức lành ta rồi khắp nơi. Non sông rực rỡ chơi ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ, khắp muôn loài nguyện độ siêu thăng. Kể chi miệng môi lưỡi lần, mặc tình thế sự kêu thằng hay ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua dòng già đánh thức bốn phương. Chứng hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tay tăng sĩ gãy thiền quyết nắm, lần bụi bơ xuống thầm lên đèn. Dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi vẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Đâu nản chí mà ngừng việc phải, cuộc tan thương biến cải cảnh trần. Bực mình đeo đành pháp thân, chờ cơn gió tầm sẽ lần bước ra. Thấy thiện tinh trang hòa giọt lùi, tâm nào đùng chẳng nghề xa giờ. Chim trời dừng ô
bày con chiêu chính cả đời nhà không. Còn một đoạn mưa tầng nắng sờ trải qua rồi, việc giờ quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bể bầm con dài, hát bài khải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, coi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời tạ lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phần tăng sĩ này bao gió bụi, miễn tổ lòng tháo bụi ta ba. Theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tâm ra đào. Cả vạn vật chung bầu thế giới, vì quán thu dựng bài chiến trường, cũng đồng xưng ba xưng dương, tranh quyền đoạt lời đầm đương xe. Ta nguyện một lời hành chấm đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắng chí kêu gian. Người ơi, thức tình lánh nàng tu thân, ngôn bạch thủy sông ngân mát mẻ, rưới vào đổ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật muốn nghìn, cõi lành nắm chặt ác mình thành thời. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống chọi quỷ ta, đừng cho chúng đến gần ta.
Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cùng ở trong quả đất rừng gầy. Siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quang nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đài nguyệt kiếp, cho dương trần rọi chuyện sai lầm. Định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bồn tánh ơi, thần khấm quỷ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dính, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Đầu ngưỡng dòng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đảo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này. Băng rừng về từ phá gấp gai, đưa người lương thiện đến ngày niết ơi bà. Thấy biển khổ đâu an lòng đắng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tấm vàng minh, hết cơn bệnh tật hết tinh đào. Cuối nhờ nước ma mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì bình theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Đào lành sâu lại chẳng
dầu cho thông thái cũng dình cốt xưa. Nở đâu lại dày bừa đồng loài, cùng gốc ngài thượng đế xuống trần. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Chẳng tin dầu cho thông thái cũng dình cốt xưa. Nở đâu lại dày bừa đồng loài, cùng gốc ngài thượng đế xuống trần. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chờ trong về Tây Phương, tu cho kẻ bảo trăm nhường đẹp lòng cha mẹ cửu huyền, chờ trong Nam Mô A Di Đà Phật.